chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh chị, em tên là Vũ Quân Hải, năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là buôn bán. Em thì sinh sống ở Gò Vấp, quê thì ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em xin chào anh chị, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Mỹ Lệ, năm nay em là 27 tuổi. Em đang kinh doanh online và quê quán cũng ở Đồng Nai luôn ạ. Tình yêu của các bạn xuất phát từ là hai người ở hàng xóm đúng không? Dạ. Và yêu thương nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không nào? Dạ không, dạ không. Em ơi thôi, em làm ông mụ thôi, đừng làm ông thầy. Ông thầy. Rất quốc. Rất quốc luôn á. Mối lương duyên của các bạn bắt đầu như thế nào? Dạ, bắt đầu là mai mối á. Hai gia đình ở gần, rất là gần nhau nhưng mà đó, hai gia đình đều biết nhau nhưng mà em với ảnh là không biết nhau. Em thì cũng có mình nên đôi khi cũng muốn lập gia đình. Thì lúc tôi cũng 29-30 tuổi, thấy chưa thấy dục dịch thì cũng lo quá. Thế là cũng... Bắt lấy vợ. Còn gia đình em có bắt lấy chồng không? À, dạ không bắt lấy chồng nhưng mà thấy ảnh được quá. Tại gia đình nề nếp này nọ, cái bắt em là phải lấy anh đó. Là mai kêu em là cứ tiến tới đi. Mặc dù em không biết ảnh là ai. Xong rồi sau một thời gian là dì của em ở gần nhà chồng em luôn á, cho ảnh số điện thoại em. Mà ảnh không có điện thoại, ảnh không có liên lạc gì hết trơn á. Đến nỗi dì em hỏi là ủa Lệ gặp mà Hải sao rồi. Em nói là đâu thấy gọi điện gì đâu dì. Dì liên tục dì thúc mà Hải chồng em. Lúc đầu em cũng không có ý định là gọi điện liên lạc nhiều. Nhưng mà em chưa suy nghĩ là gia đình đâu. Nhưng mà cũng thấy gia đình cũng lo cho mình quá thì mình cũng gọi điện cho người ta cái cho sao. Thì em kêu trời cái anh này chắc là đẹp trai hay là như nào lắm, anh làm cao không nhắn tin không gọi điện cho mình. Xong rồi cái em rất là khó chịu, em rất là ghét, phải làm sao cho ảnh gặp mình là ảnh phải gục luôn. Khi mà ảnh gặp em thì em thấy là chết thiệt hả? Chắc chắn là phải dính rồi. Mà vấn đề là em có chết với ảnh không? Dạ cũng có. Khi mà em gặp ảnh thì em cảm thấy là anh này cao to, mà cái gu của em là cao to là được rồi, không cần phải là đẹp trai. Nói chung là lần đầu tiên gặp thấy vợ em Barbie lắm, trông dễ thương lắm. Em bị cuốn hút liền, tức tử luôn đúng không? Dạ, xét ai tình luôn đúng không? Dạ. Chứ phải chi mà ông này chết thôi mà cô này cũng không chết thì mới có chuyện để mà nói, còn bà gặp phải chết qua chết lại. Gia đình mẹ em và mẹ chồng em thì cảm thấy là hai đứa đã liên lạc với nhau cái là hối thúc, sao rồi ngày nào cũng hối thúc. Tụi em chưa quen nhau nhưng mà cũng giống như là bắt ép là phải quen nhau và yêu nhau trong khoảng thời gian là khoảng 1 năm. Trong thời gian tìm hiểu thôi nhưng mà không ngờ gia đình làm lố quá, chưa thực tế mà gia đình coi như là xong rồi, coi như là rồi xong rồi á. Bao lâu thì mới nắm tay? Cũng hình như cũng mà vài tháng. Đúng rồi, cũng vài tháng sau. Rồi sau khi nắm tay rồi bao lâu mới hôn nhau? Em là người chủ động, nói chung là con trai được đà lên tới liền đúng không chị? Hỏi cái là thấy không nói gì cái là mình hôn liền. Có hôn sao em? Sướng lắm. Sướng lắm rồi. Cái lời nói lên bảo má ơi chắc con chết mất. Em nói vậy luôn á hả? Ủa chị cứ nghĩ là vậy nè, gia đình đã làm lố, sao tụi em không lố theo ta? Mà tụi em để chỉ 2-3 tháng rồi bắt đầu mới hôn đầu tiên rồi mới nắm tay. Dạ không, gia đình làm lố là vấn đề là hai đứa là đã đồng ý quen thôi chứ không phải làm lố về thứ khác. Như vậy là các em giữ cho nhau đến đêm tân hôn luôn đúng không? Dạ không. Tại anh chị biết sao, tụi em làm giấy đăng ký kết hôn vào tháng 12 năm trước tới tháng 4. Nghĩa là đăng ký trước cái gì? Mới có đêm tân hôn, đăng ký kết hôn rồi thì thôi mình ấy luôn. Rồi cái lúc ấy thì la tới cái gì nữa? Không là má ơi con chết mất. Anh ơi từ từ thôi. Anh ơi từ từ thôi. Tính gì họp lớp cơ, vợ không cho đi. Khổ với lúc ấy là mùng 3 Tết chứ chị. Trời. Thôi họp nhau đi. Không cho đi cái là thôi ở nhà hai đứa họp nhau luôn chứ. Nói chung là thoải mái mà, đúng là thoải mái thì cũng không có gì. Đó là chỉ như là mình vừa mới đăng ký kết hôn xong rồi mình kiểu như thử á, cũng sợ có bầu tại vì 4 tháng sau mới cưới. Đến ngày cưới đó các em có biến cố gì xảy ra không? Dạ cũng có ạ. Hình như là ảnh nhắn tin hay là chat gì với lại một cô bạn cũ, nhắn tin bình thường thôi. Không biết em bị sao, em cứ nóng nóng lên cái em nói qua nó lại cái em nói thôi chia tay đi. Cái em nói giỡn thôi, là hù thôi để cho ảnh không có nhắn tin với cái người khác giới nữa. Tại vì mình ích kỷ mà, mình mới đăng ký kết hôn mà. Cái xong ảnh kêu là chia tay thì chia tay. Cái đợt đó là có một nhỏ kia nó cũng thích em lắm. Nó nhắn tin rồi nó nhắn tùm lum, nó nói đủ các kiểu ấy. Nói chung có nhiều tin nhắn em gửi hết lại cho vợ em bây giờ. Vợ em cũng lúc đó cũng còn suy nghĩ mông lung lắm. Cái là hồi nữa rồi tùm lum lên cuối cùng làm em bực mình. Hù em chia tay cái kiểu em bực quá. Em bực quá. 7 giờ chia tay, 8 giờ là bình thường. Có nghĩa là mình nói chia tay xong rồi thấy cái cô ta uể oải quá, cái là mình cũng có mủ lòng luôn, cái là hồi nữa rồi lại thôi. Xong rồi hồi nữa xíu về
cô ta đăng lên Facebook luôn mà xém nó mất cả bầu trời, em chẳng biết bầu trời là cái gì. Là em đó phải không? Em xém mất cả bầu trời. Dạ, đúng rồi, là anh đó. Là em đó. Dạ. Thì lúc đó em mới hiểu ra là em. Trước khi đám cưới đó, có khi nào em thấy rằng là cái việc mà cưới hỏi nó đến với mình nhanh quá không? Em xác định là về là nó hỏi nói chuyện người lớn thôi, nhưng mà không có định ngày cưới, không có xác định là cưới trong năm. Cái gia đình được nước rồi, hai đứa dính nhau rồi, con trai của mình sắp được lấy vợ rồi, gia đình bắt ép lấy cưới nhau trong năm, cái em không chịu, em khóc tại nhà chồng luôn. Còn ngay cái lúc đó là tiệc xong rồi cái là quay qua nói và định ngày cưới là không chịu. Đó em cũng mới có 23 tuổi, em cũng chưa có suy nghĩ là phải lấy chồng, phải gò bó như, rồi thế như, này như thì kiểu kia. là bị gài á, người ta bị choáng á. Không, cái tâm lý của con gái là vậy đó. Trời ơi, làm sao mà tưởng tượng được mình coi như em lấy chồng là bước sang một cái trang mới hoàn toàn cuộc đời, nó một bước ngoặt. Nhưng mà giờ thôi cũng ván đóng thuyền rồi, lấy nhau được 4 năm hả? Dạ. Có con chưa? Em sinh được một cậu con trai. Rồi bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Dạ, anh có tật xấu là không lãng mạn. Từ trước tới giờ có tặng hoa cho vợ rồi nói những cái câu nói yêu thương gì không? Mùng 8 tháng 3 có tặng hoa nhưng mà em phải làm dữ dằn lắm mới tặng hoa. Trước 10 ngày là em phải quằn 10 ngày. Vậy thì những cái lúc mà giận nhau thì như thế nào? Ảnh có phải là người xuống nước trước năn nỉ em hay không? Dạ không, ảnh không có xuống nước, không nói chuyện trước mà toàn em nói chuyện không à. Tại vì bản thân của em là em không thích cái không khí gia đình ngột ngạt, căng thẳng. Em thấy thích thoải mái nên khi mà nói, ví dụ như là không nói chuyện một ngày đi á, thì em tự động em nói chuyện trước. Khi giận là chồng em không nói năng gì hả? Có việc gì cần thì vẫn nói một hai câu. Là mặt cứ phụng phịu rồi đi ra đi vào. Với lại một phần là khi mà cãi nhau thì chồng em ở nhà, còn em thì đi chơi. Thì chơi xong thì thoải mái rồi, về nhà cũng thấy cả bầu trời bình yên rồi nên tự làm hòa. Nói vậy cũng vui. Rồi tới em Hải. Dạ. Lệ có tật xấu gì không? Vợ em thì đúng ra thì cũng chẳng tật xấu nhiều. Có những cái tính là chồng nói gì đúng sai cũng phải để nói hết đã rồi mình hạnh nói lại. Nhưng mà thế mà em nói chưa hết gì là cũng phải trả lại một hai câu đã. Muốn tới đâu tới à? Cứ thích nói qua nói lại vậy thôi. Ở nhà thì như thế nào? Có gọn gàng ngăn nắp không? Trời, nếu mà vợ em ở nhà thì chắc em là người gọn gàng hơn. Vậy á. Ủa nhưng mà hai đứa em là đứa nào ghen đứa nào? Dạ không ai ghen ai hết nè. Vậy hả? Vợ chồng thanh bình vậy luôn á hả? Dạ không có ghen. Chỉ có chồng em là thích gọn gàng, thích căng nắp. Nhưng mà em thì ngược lại, em thì thích thoải mái, thích bừa bộn. Em thì đúng là cũng nói đúng là không, là không ghen thì không đúng. Nhưng mà em cũng tin tưởng vợ em. Tại vì vợ em làm bên vấn đề kinh doanh online nên cũng dạng như kiểu mắt cúp lên đi này đi đó. Vào những cái chỗ lớn thì cũng gặp người này người nọ thì mấy người cứ nói bảo sao để cho vợ đi chơi hay đi này đi thoải mái, nhiều khi không sợ. Em nghĩ một điều là trước khi lúc quen á, vợ em cũng có rất là nhiều người để ý. Cho tới lúc này chấp nhận nó lấy mình thì mình xác định về con đường gia đình thì vợ mình cũng vì mình, vì gia đình. Bây giờ là em mong muốn Hải thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn chồng em là lãng mạn hơn, quan tâm em nhiều hơn. Ví dụ như là lâu lâu tặng này tặng kia cho em, dẫn em đi mua sắm. Còn tiền của anh em giữ hết rồi mà đúng không? Dạ. Giữ hết rồi lấy tiền đâu mua sắm. Bà sắp bạc. Đòi hỏi những cái chuyện. Thôi giờ không có em tiền không mang gà thì không tặng. Nhưng mà phải có tiền. Em không biết nhưng mà phải có tiền. Như tới ngày sinh nhật mà không tặng bông mà tặng cái gấp đôi thì gấp 10 lần cái bông. Cái bằng thứ khác chi giá như kim cương hồ xoàn chẳng hạn. Đó. Phụ nữ ai cũng vậy đó em. Nhiều khi một trái ổi thôi nó cũng hơn cả cái một cái gì giá đúng thời điểm đó. Thôi. Đúng thời điểm thôi. Em thấy không? Em bây giờ em chơi chiêu phải đúng thời điểm. Mình đã có lòng á là sẽ có cách thôi. Nó nhiều cách lắm. Rồi giờ Hải nè, Hải mong muốn lại thay đổi điều gì? Em thì muốn nói chung là thay đổi cái thói quen như kiểu là sinh hoạt hoặc về vấn đề cái tính tình, nói chung là để nghe chồng nói hết đã rồi xem đúng hay sai đã rồi ấy. Có nghĩa là phải lắng nghe, tức là trong hai người á đều phải biết lắng nghe nhau. Thực sự vợ chồng là vậy, đến một lúc nào đó cái cuộc sống của vợ chồng á nó giống như là những người bạn đồng hành đi bên cạnh nhau vậy á. Và có đôi lúc mình quên đi cái sự sẻ chia của hai người á. Nhiều khi những ông chồng á đi ra ngoài có bồ có bịch là lý do là bởi vì khi ông nói á có người nghe. Có một em nai ngồi dạ anh trời ơi hay quá, anh giỏi quá rồi này kia nọ đó, mà mình quên đi. Mình bị quên đi những cái chi tiết đó. Và em đã làm được một cái điều rất hay là em tự làm lành. Tức là mình thua chồng mình đâu có gì đâu mắc cỡ. Và em chỉ cần thêm một cái nữa là chịu khó lắng nghe ổng. Còn ngược lại thì những cái gì mà vợ em đòi hỏi đó, em cố gắng đi, lãng mạn lên chút coi nào. Làm sao mà để cổ phải la lên, ôi má ơi con chết đó, ví dụ vậy. Thể hiện đi, đó đứng lên
sau chương trình này anh muốn là muốn dành cái tình cảm cho em được nhiều hơn và cũng thông cảm cho những cái suy nghĩ của em, những lúc em bực bội anh, hoặc là anh cố gắng thay đổi để cho mình, gia đình mình hoàn thiện và cuộc sống vợ chồng mình hạnh phúc hơn. Quá tốt. Nếu ngại gì một cái nụ hôn mà... Ôi má ơi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, và xin chúc cho hai em nha, cứ mãi giữ lửa hạnh phúc ha, và luôn luôn tươi cười và nắm tay nhau đi hết còn trọn đời. Rồi, cảm ơn chị.